200 em. Một cũng được mà, thấy hạt chê ra. À bên đây. Chán hoài luôn đó. Mắt răng mà cặn nhiều độ lắm hả chị? Đeo kính gì em lại hả chị? Chị đó. Nói là câu em đỡ buồn, tối em ngủ cũng được. Tao cảm ơn gì vậy? Thứ gì mà ăn hết. Có ăn giống mập vậy. Cái mặt là tím mập rồi. Qua coi mỏ thuận tím chưa em? Không thấy tím. Nãy mới qua thôi chỉ có màu rồi. Không mà tím nó nhìn vào được hơn. Không có màu nhìn. Nhìn cái màu bảo là nó rộng. Mà tim lên như rất là thấy không bị rộng nữa. Cục này là cục kia. Lì thiệt. Phúc đuối tay à Phúc? Em cũng làm xa xa ở bên kia đâu. Không biết em tốt bụng quá. Em cố gắng hết sức. Cái gì ăn được em ăn trước đi. Cái gì ăn được để lại chị ăn. Cái gì ngon em mới ăn hết đi. Ra năm là cho bà Phúc này uống thuốc uống thuốc hiệu. Tao quyết tâm cuối năm cho sắp chuồng bán. Bán qua Trung Quốc. Bán được mấy vậy? Sợ mai mua. Người em hư hỏng hết rồi chị ạ. Dạ cả. Phúc này là bị ế ra đó nè. 30 tuổi rồi, ế rồi. Người bà khô đét quá, nhìn vô nó khô khan quá. Bởi bà tra nhìn khô đét, khô đen. Em mới về chạy bữa vô chùa ở trái rồi. Thôi. Chùa không chứ. Chùa nó bỏ hay gì. Thiệt đi.
Hồi nãy pha mụn đá đã gì? Mình đi bộ ok rồi. Còn lát không? Không. Hết lát luôn hả? Ok, trắng, mặt tâm đi trắng. Mình hết lát rồi. Tao mệt mỏi theo luôn. Mà làm thì không lỗ. Mà tâm lý mệt chứ sợ. Chị là cái bệnh chị là như rứa, em hiểu không? Chứ còn mà gặp người khác họ đâu có như rứa, nên họ khỏe. Chị là bệnh hay lỗ xa. Mà thợ họ bị này bị kia là cái bụng mình cũng như mặt mình nữa. Mọi người chị khổ. Không xứng nổi rồi vì thế. Bà nhắn tin á, bà biết chị lo gì á. Cái tao thấy bình thường mà, nói gì lo lo. Không miễn thấy tầng nhà mà được. Lát cũng được em nè. Giống như cái vết tá xe lên trại để lát. Alo. Alo. Chị Loan bên mình cơ sở 2 có làm nó không chị? Em qua nè. Có em. Dạ, bây giờ em qua nha. Ok. Dạ. Cũng nhiều kinh đó trời. Nhiều mà xí á kìa. Alo. Dạ. Alo. Dạ bên bây giờ bên đó có rảnh không để em dẫn bạn qua làm mặt đó chị. Tầm 2 người đó chị. Ừ em qua đi. Dạ cảm ơn chị. Đừng có lâu qua quá là xíu đông. Thôi ta nãy giờ ta thấy mấy người rồi. qua đi. Để chờ mấy đứa đói rồi răng nó.